những tội ác man dợ, nhiều thủ đoạn bất ngờ, cách điều tra trọng án, bí mật được vén màn. Chào mừng các bạn đã đến với Giải Mã Trọng Án. Thời gian: chiều tối ngày 29 tháng 11 năm 2002. Địa điểm: đường Tảo Viên Trung, thị trấn Vũ Nguyên, huyện Hải Diêm, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt đã dần ngả về chân trời phía tây lạnh lẽo, ông lão Trương Lập Dân, 68 tuổi, với khuôn mặt nhăn nhó khắc khổ, phản chiếu nỗi buồn và đầy ắp sự mệt mỏi sau một ngày ròng rã thu gom phế liệu, thẫn thờ ngồi nghỉ bên chiếc xe đạp cũ, nhẩm đếm từng đồng tiền lẻ nhọc nhằn kiếm được trong ngày hôm nay. Có lẽ nó vẫn chưa đủ để trang trải cho bữa ăn tối trước mắt và chút thuốc giảm đau cho người vợ yếu ớt ở nhà. Tâm trí của ông lão vẫn còn đang luẩn quẩn với sự thất vọng và nỗi lo toan gánh nặng của cuộc sống mưu sinh, cho đến khi 1, 2, rồi 3 tiếng chó sủa lớn vang lên đã làm phá vỡ đi bầu không gian nặng nề tĩnh lặng tại khu vực phía sau xưởng cơ khí Hoài Kiến đã bị bỏ hoang. Mặc dù có thoáng chút giật mình thật đấy, tuy nhiên, càng lúc thì tiếng của bầy chó lại càng sủa lớn hơn. Nó đã đánh thức sự tò mò trong lòng của ông lão. Bất chấp sự mệt mỏi và những suy nghĩ bộn bề trong cuộc sống, Trương Lập Dân đã quyết định đứng dậy để men theo những âm thanh gầm gừ đáng sợ này. Rón rén từng bước, từng bước, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi qua đám cỏ khô phía sau nhà xưởng, đập vào mắt của Trương Lập Dân là cả một đàn chó hoang, lớn có, bé có, béo có, gầy cũng có, đang tranh cướp nhau giày xé một chiếc túi dệt nhựa màu xanh lá cây vô cùng lớn. Ánh mắt của Trương Lập Dân chợt bừng sáng khi nhận ra chiếc túi dệt nhựa mà bầy chó hoang đang thi nhau cào xé đó vẫn còn tương đối mới. Nếu nhặt về khâu vá sửa chữa lành lặn thì nó cũng là một khoản thu nhập nho nhỏ chứ chả chơi đâu. Cẩn thận đứng núp sau bụi cây dại, tâm trí của ông lão bắt đầu xoay quanh những kế hoạch cẩn trọng. Vì đối thủ đang chiếm giữ cái túi dệt nhựa kia là cả một đàn chó hoang hung dữ. Nếu sơ suất, làm ăn không cẩn thận, có khi túi thì chả lấy được mà người còn bị tấn công. Nhưng đứng loay hoay mất một hồi mà đàn chó đói vẫn không ngừng nhượng bộ. Thậm chí, sự hung hăng và dữ tợn của chúng còn ngày càng trở nên kích động hơn. Không biết bên trong cái túi dệt nhựa kia là thứ gì mà khiến đàn chó hoang phải tranh cướp cắn xé nhau đáng sợ đến như vậy. Vừa tiếc của, vừa sợ chết, nên Trương Lập Dân chỉ có thể đứng núp sau bụi cây dại để tìm gạch đá ném vào đàn chó. Ấy thế mà, ném mãi rồi cũng chẳng ăn thua. Thấy chiếc túi đã bị cào thủng, cắn rách, nên ông lão chỉ còn biết thở dài buồn bã, quay người rời đi. Tuy nhiên, khi vừa mới quay lưng bỏ cuộc thì Trương Lập Dân lại bất ngờ phát hiện ở phía sau xưởng cơ khí là nguyên cả một đống bìa cát tông đang nằm chồng chất. Sự buồn bã chán nản đã ngay lập tức được thay thế bởi niềm vui sướng hân hoan tột độ. Với cái đống bìa cát tông này thì tiền thuốc giảm đau cho bà vợ già yếu ở nhà đã có phương án giải quyết. Nhưng Trương Lập Dân đâu có thể ngờ được rằng chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi thì một bí mật động trời, một trọng án kinh hoàng đã được chính đôi bàn tay của người đàn ông khắc khổ này khám phá. Trước khi bắt đầu tìm hiểu, Giải Mã Trọng Án cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ và đồng hành cùng ekip. Những lượt like và đăng ký kênh của quý vị chính là sự động viên và là niềm tự hào vô giá nhất đối với chúng mình. Còn bây giờ, không rườm ra để lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu khám phá trọng án này thôi nào. Với phát hiện bất ngờ của mình, Trương Lập Dân đã nhanh chóng chạy tới phía sau nhà xưởng để cẩn thận sắp xếp gọn gàng ngăn nắp lại cái đống bìa cát tông, từ rách cho đến lành, từ nhỏ cho đến lớn. Niềm vui sướng vẫn chưa kịp kết thúc thì ông lão lại tiếp tục phá lên cười lớn, bởi vì bên dưới đống bìa cát tông còn có thêm cả một chiếc ba lô du lịch hiện đại màu nâu vẫn còn nguyên vẹn. Trái tim của ông bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, bởi vì bên trong chiếc ba lô vẫn còn hứa hẹn ẩn chứa bí mật gì đó, nó rất nặng và chắc chắn. Cẩn thận nhẹ nhàng mở từng lớp khóa, âm thanh zin zít vang lên càng làm nhịp tim và sự háo hức của ông lão trở nên tột độ. Nhưng khi miệng của chiếc ba lô vừa được mở ra thì Trương Lập Dân lại bất ngờ chết lặng. Chẳng phải thứ gì quý giá như trí tưởng tượng, mà nó chỉ là một đống quần áo cũ kỹ bầy nhầy hôi hám. Không cam chịu với kết quả trước mặt, Trương Lập Dân bực bội quyết định dốc ngược chiếc ba lô xuống đất để kiểm tra. Một tiếng bịch vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Nó đã khiến cho trái tim của người đàn ông già yếu khốn khổ này như ngừng co bóp. Là đầu, là một chiếc đầu của phụ nữ đã bị đứt lìa, nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Đôi mắt vẫn mở to như đang còn sự sống. Không kịp phản ứng, càng không thể tưởng tượng ra tình cảnh trước mặt. Với bản năng sinh tồn, Trương Lập Dân đã lùi mạnh và bất ngờ ngã ngửa về sau. Mọi thứ dường như vụt qua quá nhanh.
quá nhanh để cho ông ấy có thể kịp phản ứng lại được. Vừa lùi, vừa bò, vừa lê lết, vừa gào thét. Thậm chí tiếng hét của ông lão còn khiến cho bầy chó hoang hoảng sợ nhao nhác nhìn nhau. Tiếp nhận thông tin trình báo và thái độ hoảng loạn cực điểm của Trương Lập Dân, cơ quan điều tra Sở Cảnh sát huyện Hải Dương đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ di chuyển tới khu vực nhà kho xưởng cơ khí Hoài Kiếm trên đường Tảo Viên Trung để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, ngoài chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ và đống phế liệu bị vứt ngổn ngang, thì chiếc đầu của người phụ nữ mà Trương Lập Dân nhắc tới đã hoàn toàn biến mất khỏi hiện trường. Trước sự khẳng định và thái độ kiên quyết của nhân chứng, các điều tra viên đã khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực xưởng cơ khí. Quả nhiên, thủ phạm đánh cắp chiếc đầu đã nhanh chóng được xác định. Nó không phải con người, mà chính là đàn chó hoang lúc chiều vẫn đang không ngừng gào rú tranh cướp nhau. Lần này, trước sự phối hợp của lực lượng cảnh sát, đàn chó hoang hung dữ đã phải bỏ chạy. Sau khi cẩn thận rà soát và tiến hành thu thập, các điều tra viên đã tìm thấy rất nhiều bộ phận cơ thể người còn vương vãi tại đây. Ngoài chiếc đầu trong ba lô mà ông lão Trương Lập Dân đã tìm thấy, thì bên trong chiếc túi dệt nhựa màu xanh mà đàn chó đã cào xé còn có tổng cộng một cánh tay, hai chân và một phần thân trên cơ thể phụ nữ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các chuyên gia pháp y từ Sở Cảnh sát thành phố Gia Hưng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp kỹ thuật giám định. Trải qua quá trình làm việc, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tức 6 tiếng kể từ thời điểm phát hiện vụ án, thi thể của nữ nạn nhân xấu số về cơ bản đã được các chuyên gia pháp y khâu ghép lại hoàn chỉnh với nhau, ngoại trừ duy nhất cánh tay bên trái đã biến mất, khả năng lớn là do đàn chó đã tha đi mất. Nạn nhân được xác định giới tính nữ, có độ tuổi khoảng từ 31 đến 35, cao 1m62. Nguyên nhân chính dẫn tới tử vong là do ngạt cơ học và chấn thương sọ não gây ra. Thời gian bị sát hại chỉ diễn ra trong khoảng từ 15 đến 20 giờ trước, sau khi tử vong mới bị phân tách thành nhiều bộ phận nhỏ để dễ dàng phi tang. Căn cứ vào vết cắt tại các điểm nối trên cơ thể, có thể đánh giá hung thủ khi ra tay thực hiện hành vi phạm tội đang ở trong trạng thái tâm lý vô cùng kích động và hoảng loạn. Những vết cắt trên tử thi về cơ bản không đồng đều nhau, không đúng với trục khớp xương, không trùng độ sâu, không cố định lực tác động. Vì thế cũng không thể loại trừ khả năng có nhiều hơn một người đã tham gia hỗ trợ và thực hiện hành vi phạm tội này. Tiếp theo, vị trí mà tên sát nhân đã lựa chọn để tiến hành phi tang cũng không hề hoàn hảo. Mặc dù là khu vực hẻo lánh không có dân cư sinh sống ở bên cạnh, nhưng nó lại nằm rất gần với mặt đường quốc lộ. Vì vậy có thể đánh giá sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ đã phải rất vội vàng để đem cái xác đến đây cất giấu mà không kịp có sự chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do tử thi của người phụ nữ này một phần đã bị đàn chó hoang tấn công, đặc biệt là ở đầu và khuôn mặt, nên quá trình nhận dạng của các chuyên gia pháp y cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, ngoài bộ quần áo còn sót lại, thì bên trong chiếc ba lô du lịch cũng không hề có bất cứ loại giấy tờ tùy thân, trang sức hay đặc điểm nhận dạng danh tính nào khác. Vì vậy, cơ quan điều tra Sở Cảnh sát Hải Dương đã quyết định gửi thông báo về việc phát hiện xác chết của phụ nữ tại khu vực phía sau xưởng cơ khí Hoài Kiến trên đường Tảo Viên Trung tới toàn thể cư dân sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực giáp danh với hiện trường phát hiện tử thi. Mặc dù thông báo mới chỉ được phát đi, nhưng không ngờ, sáng sớm ngày 30 tháng 11, chỉ một ngày sau, Thạch Hồng Lương, 35 tuổi, Phó trưởng phòng tài chính kế toán công ty phát triển cây giống Vũ Nguyên đã hốt hoảng tìm tới cơ quan điều tra để trình báo. Thạch Hồng Lương cho biết, vợ của anh ấy là Lục Yến Linh, 31 tuổi, đã mất tích gần 2 ngày qua. Chiều tối ngày 25 tháng 11, tức 4 ngày trước thời điểm xảy ra vụ án, do tranh cãi và bất đồng quan điểm vì việc chọn trường mẫu giáo cho cậu con trai 3 tuổi của mình, nên Yến Linh đã giận dỗi chồng rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Tú Châu, cách thị trấn Vũ Nguyên khoảng 8 km. Biết vợ vẫn còn trẻ con, lại thường sống theo cảm xúc, cũng chẳng bao giờ giận hờn được lâu. Và một phần cũng vì công ty đang có nhiều dự án quan trọng, nên Thạch Hồng Lương đã quyết định không sang nhà ngoại để đón Yến Linh như mọi lần mà hai vợ chồng vẫn xảy ra xích mích trước đây. Tuy nhiên, đến sáng ngày 28 tháng 11, tức 3 ngày sau, mẹ của Hồng Lương có sang nhà thăm cháu nội, thấy con dâu không có mặt nên bà đã gặng hỏi thì mới biết về câu chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Không đồng ý với cách cư xử thô lỗ của cậu con trai, nên bà đã yêu cầu Hồng Lương phải sang nhà ngoại để đón Yến Linh trở về. Nhưng kỳ lạ, đó là khi Thạch Hồng Lương vừa mới tìm cách thưa chuyện và giải thích cho lý do xuất hiện đường đột vào sáng sớm của mình, thì bố mẹ vợ đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Theo như lời của ông bà, Lục Yến Linh đúng là có về chơi từ chiều tối ngày 25 tháng 11, nhưng thái độ của con bé nó vui vẻ lạc quan lắm. Làm gì nhắc tới chuyện hai vợ chồng đã cãi nhau đâu. Nó chỉ nói là do thằng cu được ông bà nội đón đi chơi, chồng thì bận đi công tác, ở nhà một mình quá buồn chán nên mới về thăm bố mẹ mà thôi.
Đến chiều tối ngày 27 tháng 11, Yến Linh đã thu dọn đồ đạc quay trở về nhà rồi. Ban đầu, khi mới nghe được câu chuyện từ bố mẹ vợ, Thạch Hồng Lương đã rất thất vọng và bực tức với cái tính cách trẻ con, thích gì làm đấy mà không quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh mà cô vợ Lục Yến Linh vẫn thường bộc lộ. Tuy nhiên, sau khi đã bình tĩnh trở lại rồi, thì sự tức giận trong lòng của Lương đã dần được thay thế bởi nỗi bất an. Bởi vì hơn 6 năm trời chung sống bên nhau, đúng là có hay giận hờn vô duyên vô cớ, nhưng cũng chưa bao giờ Yến Linh lại dám cả gan bỏ đi ra ngoài lâu đến như vậy. Thậm chí số điện thoại cá nhân của cô ấy cũng không thể nào liên lạc được. Đến đêm hôm qua, lại tình cờ nghe tin cảnh sát phát hiện ra xác chết của phụ nữ ở khu vực xưởng cơ khí Hoài Kiến. Qua miêu tả thì quả thực là có rất nhiều đặc điểm tương đồng với vợ của mình. Mặc dù không hề mong muốn, nhưng trong thâm tâm của Thạch Hồng Lương vẫn có thứ gì đó đã thôi thúc anh ấy phải đến bằng được cơ quan điều tra để trình báo mất tích và xin phép được tiến hành nhận dạng tử thi. Căn cứ vào những mô tả về đặc điểm nhận dạng ngoại hình của Lục Yến Linh có rất nhiều điểm tương thích, cơ quan điều tra Sở Cảnh sát huyện Hải Dương đã quyết định đồng ý đưa Thạch Hồng Lương tới khu vực bảo quản tử thi để tiến hành nhận dạng. Trong không gian u ám lạnh lẽo của nhà xác, hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khi tấm vải trắng vừa được kéo sang một bên, Thạch Hồng Lương đã bất ngờ ngã quỵ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần gũi bao tháng ngày qua. Giờ đây, đã chằng chịt những vết khâu vá tổn thương, vô hồn lạnh lẽo. Nhận được tin dữ từ trung tâm khám nghiệm tử thi, gia đình hai bên đã ngay lập tức có mặt đầy đủ. Chứng kiến nỗi đau và thi thể không lành lặn của cô con gái, mẹ của Lục Yến Linh đã sốc và ngất ngay tại chỗ. Thật sự, không một ai có thể tin và chấp nhận được cái sự thật phũ phàng này lại xảy ra với chính những người thân của mình. Phải vô cùng vất vả, các điều tra viên và bác sĩ pháp y mới trấn an được gia đình của nạn nhân. Sau khi bình tĩnh nén lại cơn đau, Thạch Hồng Lương còn cho biết thêm, vợ của mình, tức Lục Yến Linh, là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng. Ngoài những lúc hơi trẻ con và có phần ương ngạnh ra, thì Yến Linh còn là một người vợ, một người mẹ rất chăm chỉ và hiểu chuyện. 6 năm trời chung sống bên nhau, chưa bao giờ Hồng Lương được nghe vợ phàn nàn hay kể nể về những mâu thuẫn thù tức bên ngoài xã hội. Nói cách khác thì Yến Linh chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Cho nên động cơ cô ấy bị sát hại có thể là do những mâu thuẫn hận thù cá nhân mà cơ quan điều tra vừa mới nhắc tới là hoàn toàn không hợp lý. Tuy nhiên, trong khi các điều tra viên đang tiến hành thảo luận để lên kế hoạch và phân công lực lượng điều tra vụ án này, thì bà Vương Lệ Nghiên, mẹ chồng của Lục Yến Linh, đã bất ngờ xin phép được trình báo thêm thông tin. Theo lời của bà Vương, thì việc cô con dâu của gia đình giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ chưa chắc đã hoàn toàn là do những mâu thuẫn với chồng của nó về việc chọn trường mẫu giáo cho cậu con trai 3 tuổi đâu. Lý giải cho suy nghĩ này, bà Vương buồn bã kể lại, đúng là thời gian mới kết hôn, mới về làm dâu của nhà họ Thạch, Lục Yến Linh là một người phụ nữ vô cùng chịu khó. Mọi công việc dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước nội trợ, Linh đều đảm nhiệm và thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, từ khi mang thai cháu nội đít tôn cho gia đình, thì cô con dâu thảo hiền ngoan ngoãn này đã thay tính đổi nết. Thay vì ở nhà chăm lo cuộc sống, định dưỡng thai nhi, Yến Linh đã thường xuyên tìm cách lấy cớ để bỏ ra ngoài chơi bời đàn đúm. Vì bận mải công việc kiếm tiền mưu sinh, nên Hồng Lương mới không biết mà thôi. Chứ đối với bà Vương thì nó còn rõ hơn cả ánh sáng ban ngày. Nhiều lần, bà đã tìm cách để phân tích góp ý chuyện phải chuyện trái, chuyện đúng chuyện sai. Ấy vậy mà, Yến Linh vẫn cọc cằn phản pháo. Con bé cho rằng những lời khuyên đó chỉ là suy nghĩ cổ hủ, là góp ý lạc hậu của thế hệ đi trước. Thời buổi bây giờ, muốn thai nhi được thông minh nhanh nhẹn thì phải thường xuyên ra ngoài thư giãn, chứ cả ngày ru rú trong bốn bức tường, có mà trầm cảm thêm. Mặc dù đã thử dùng nhiều cách rồi, nói nhiều lý do rồi, nhưng cái tính bốc đồng ương ngạnh của con bé vẫn không tài nào thay đổi được. Vì lo lắng cho đứa cháu nội đang nằm trong bụng mẹ, nên bà Vương đã nhiều lần phải sang tận nhà thông gia để nhờ bố mẹ Yến Linh khuyên giải giúp đỡ. Đã xuống nước đến mức như thế rồi, nhưng kết quả thì Yến Linh vẫn bụng bầu vượt mặt đi chơi suốt ngày. Thời gian đầu, cũng chỉ nghĩ là con dâu còn ít tuổi, lại sinh ra trong gia đình hào môn giàu có, được cưng chiều từ nhỏ nên cuộc sống mới bốc đồng, cá tính như vậy. Nhưng càng ngày, thì những thái độ cử chỉ và hành động của Lục Yến Linh lại càng trở nên quá quắt. Đỉnh điểm cho việc này, đó là khi đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông, sức khỏe ổn định rồi, thì Yến Linh cũng chỉ chịu ở cữ duy nhất được có hơn một tháng. Thậm chí nó còn yêu cầu Hồng Lương phải đi mua sữa bột, chứ nhất quyết không chịu cho bé con ăn sữa mẹ của nó. Điều này đã khiến bà Vương vô cùng ức chế. Nhưng vì nghĩ cho con, vì thương cho cháu, nên bà cũng chỉ còn cách là nuốt cục tức vào trong để duy trì tổ ấm hạnh phúc gia đình mà thôi. Nhưng nào ngờ đâu, thấy mẹ chồng ngày càng khoan nhượng, tính tình dễ dãi, thì Lục Yến Linh lại càng được đà lấn tới.
Thậm chí con bé còn đòi hỏi được ra ngoài để đi làm thêm, ngay từ lúc thằng cu chưa đầy 6 tháng tuổi. Lần này, trước yêu cầu quá đáng của vợ, Thạch Hồng Lương cũng không nhịn nổi nữa. Thấy chồng nhất quyết làm căng, nên Yến Linh mới phụng phịu đồng ý ở nhà 1 năm. Sau 1 năm chăm sóc con nhỏ, Yến Linh mới được chồng cho đi làm kiếm thêm thu nhập. Công việc mà Linh đảm nhiệm cũng chỉ là nhân viên bán hàng ở siêu thị nội thất ngay phía bên dưới chân tòa chung cư. Tuy nhiên, chỉ mới bước chân ra ngoài đi làm được một thời gian ngắn, thì Lục Yến Linh đã có những thay đổi khiến bà Vương vô cùng chú ý. Chỉ đứng bán hàng vài tiếng ngắn ngủi là như thế, nhưng ngày nào có con dâu của nhà họ Thạch cũng phải trang điểm lộng lẫy, đánh phấn tô son. Mặc dù không muốn tham gia quá nhiều và mang tiếng xấu là mẹ chồng lắm chuyện, nhưng chứng kiến cái cảnh con dâu đổ đốn như vậy thì thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào chấp nhận được không? Thậm chí có lần bế cháu đi dạo, bà Vương còn nhìn thấy Lục Yến Linh mò lên một chiếc taxi rồi phóng đi mất dạng, đến tận chiều tối nó mới quay về. Vừa về tới nhà đã lại vội vã lao vào phòng tắm, đến bữa tối cũng tỏ ra mệt mỏi phờ phạc như người xa lạ. Đã nhiều lần lên tiếng để cảnh cáo con trai, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Thạch Hồng Lương vẫn u mê cố chấp bênh vực Yến Linh. Càng nghĩ lại càng điên tiết, nên bà Vương đã quyết định nhờ sự giúp đỡ của cô con gái cả Thạch Anh Anh. Cùng cảnh phụ nữ, cho nên ngay sau khi biết về thái độ và cách sống lệch lạc của em dâu, Thạch Anh Anh đã đồng ý sẽ giúp mẹ theo dõi để xem Yến Linh thường xuyên qua lại cặp kè gặp gỡ với kẻ nào. Và quả đúng như những tính toán của hai mẹ con, thì đều đặn cứ chiều thứ năm hàng tuần là Lục Yến Linh đều xin nghỉ sớm ở siêu thị nội thất rồi lén lút để lên một chiếc taxi. Mặc dù không kịp bắt quả tang, không kịp day tận chán, nhưng biển số của chiếc taxi thường xuyên đến đón con bé cũng đã được Thạch Anh Anh bí mật ghi chép lại hết. Không ngờ, khi mọi chuyện còn chưa kịp ngã ngũ, chưa rõ trắng đen, thì Yến Linh lại qua đời một cách đột ngột và bi thảm như vậy. Tiếp nhận thông tin cung cấp từ phía gia đình của nạn nhân, cơ quan điều tra đã ngay lập tức tổ chức lực lượng tới khu chung cư và siêu thị nội thất nơi Yến Linh làm việc, sinh sống để tiến hành xác minh. Nếu đúng như những lời của bà Vương vừa nói, thì khả năng lớn là cô con dâu của nhà họ Thạch đã có mối quan hệ ngoài luồng lén lút ở bên ngoài xã hội. Và việc bị sát hại trả thù cũng rất có thể sẽ liên quan trực tiếp tới những mối quan hệ phức tạp này. Tuy nhiên, khi các điều tra viên tìm tới siêu thị nội thất để tiến hành xác minh, thì tất cả đồng nghiệp của Lục Yến Linh tại đây lại có một câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Họ đều khẳng định và cho rằng Yến Linh không phải là người xấu, không phải là người lăng loàn bồ bịch như những lời miệt thị mà gia đình nhà chồng đã nói về cô ấy đâu. Linh là người rất hòa đồng, rất vui tính, thậm chí còn vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát, khéo ăn khéo nói. Doanh thu của siêu thị từ ngày Linh tới làm việc cũng được đẩy mạnh hơn rất nhiều là đằng khác. Nhưng có một điểm hơi kỳ lạ một chút, đó là mỗi lần thấy chị em nhân viên rảnh rỗi ngồi tâm sự kể chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, là Yến Linh đều chỉ chăm chú lắng nghe, chứ không hề tham gia, chia sẻ bất cứ điều gì. Mãi đến sau này, khi đã trở nên thân thiết, thì cô ấy mới bắt đầu giải bày tâm sự. Đó là cuộc sống hiện tại của gia đình Yến Linh không hề hoàn hảo, không được hạnh phúc như suy nghĩ của mọi người đâu. Mặc dù nhà cao cửa rộng thật đấy, nhưng có bao giờ êm ấm thuận hòa đâu. Chồng của Linh thì suốt ngày bận mải công việc, có khi cả tháng mới về. Con nhỏ quấy khóc cũng chỉ một mình cun cút chăm lo. Bà nội mang tiếng là sang chăm cháu, nhưng lại chẳng bao giờ đụng tay vào bất cứ công việc gì. Lúc nào cũng chỉ tìm cách để soi mói, bắt bẻ, rồi phải sống thế này, rồi phải làm thế nọ mới là đúng, mới là tốt. Chính vì thế mà Linh mới nhất quyết đòi ra ngoài làm thêm. Đứng trước hai lời nhận xét, hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là gia đình, một phía còn lại là bạn bè đồng nghiệp. Các điều tra viên đã vô cùng bối rối với cuộc sống của Lục Yến Linh trước khi bị sát hại. Thật sự, càng tìm hiểu sâu về người phụ nữ này thì mọi thứ lại càng trở nên phức tạp rối ren. Tuy nhiên, khi câu chuyện với chiếc taxi lạ thường xuyên xuất hiện và đưa đón Lục Yến Linh vào chiều thứ năm hàng tuần vừa được nhắc tới, thì những người đồng nghiệp tại siêu thị nội thất đã thay đổi thái độ đáng ngờ. Từ vẻ hào hứng hợp tác khi kể về cuộc sống của gia đình Yến Linh, thì bây giờ họ đều đã ngơ ngác, nháo nhác nhìn nhau. Phải mất hơn 20 phút giải thích cho những nghi ngờ và phán đoán của mình, thì một người phụ nữ trẻ tuổi mới xin gặp và được trao đổi riêng với cơ quan điều tra. Người phụ nữ này tên Lý Tiểu Nguyệt, 28 tuổi, là bạn thân nhất của Lục Yến Linh tại siêu thị nội thất. Nguyệt cho biết, việc Linh thường xuyên nghỉ sớm vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần không phải là để đi khám bệnh hay ra ngoài mua sắm như lời của một số nhân viên đã bàn tán hóng hớt đâu. Yến Linh không hề thuê taxi để đi đâu hết. Việc cô ấy thường xuyên lên taxi chính là vì người tài xế đã lái chiếc taxi này chính là bạn thân nhất của Yến Linh từ ngày còn trên ghế nhà trường mà thôi. Thời gian vừa qua,
Do quá áp lực về việc mẹ chồng thường xuyên soi mói, nên Linh mới tìm đến người này để dốc bầu tâm sự và tìm hướng giải quyết cho những khó khăn bất đồng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tiểu Nguyệt cũng không rõ tên của anh ta là gì, chỉ biết hình như là họ Trần thôi. Căn cứ vào thông tin từ phía chị gái và mẹ chồng của Lục Yến Linh cung cấp với biển số chiếc xe taxi đã thường xuyên xuất hiện, cơ quan điều tra Sở Cảnh sát huyện Hải Diêm đã ngay lập tức tiến hành truy xét và tìm kiếm chủ nhân của phương tiện. Thời điểm này, các hãng taxi hoạt động trên địa bàn vẫn còn chưa phổ biến, số lượng cũng chỉ có giới hạn nhất định, nên không mất nhiều thời gian. Viên tài xế họ Trần cũng đã nhanh chóng được xác định. Anh ta tên Trần Lôi, 31 tuổi, đã lập gia đình, hiện tại đang sinh sống tại khu vực thị trấn Vũ Nguyên. Chứng kiến sự xuất hiện đường đột và phải đối diện với những câu hỏi bất ngờ của các điều tra viên, Trần Lôi đã tỏ ra vô cùng bối rối. Thậm chí khi cơ quan điều tra nhắc tới cái chết đột ngột của Lục Yến Linh, thì viên tài xế này mới tá hỏa giật mình. Trần Lôi cho biết, đúng là thời gian vừa qua, anh ta đã thường xuyên đến siêu thị nội thất để đón cô bạn thân đi chơi. Nói là đi chơi thế thôi, chứ thực tế thì cả hai cũng chỉ loanh quanh lượn lờ ở vài con phố cũ, vừa buôn chuyện kỷ niệm thơ ấu, vừa tâm sự giãi bày những khó khăn chuyện gia đình chồng con. Chứ quả thực thì giữa Trần Lôi và Lục Yến Linh không hề tồn tại cái thứ tình cảm trai gái ngoài luồng vụng trộm như nghi ngờ của cảnh sát được. Thậm chí, để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Trần Lôi còn yêu cầu các điều tra viên hãy tới tận nhà mà hỏi vợ của anh ta. Vì cả ba người ngày xưa đều là bạn học cùng lớp với nhau, lần nào đi đón Yến Linh vợ Trần cũng đều biết cả. Đặc biệt là từ ngày 25 tháng 11, sau khi lái xe đưa Yến Linh về nhà bố mẹ đẻ, thì Trần Lôi đã nhận hợp đồng chở khách đi du lịch tại tỉnh Phúc Kiến, đến tối muộn hôm qua mới về đến nhà. Trước những bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và thái độ chân thành hợp tác, cái tên Trần Lôi cũng đã nhanh chóng được loại bỏ khỏi diện đối tượng tình nghi. Và động cơ sát hại Lục Yến Linh do mâu thuẫn ghen tuông hận thù tình ái cũng đã không còn được đánh giá cao nữa. Tuy nhiên, qua quá trình trao đổi và làm việc tại siêu thị nội thất kết hợp với những thông tin khai thác được từ phía của Trần Lôi, thì đến thời điểm hiện tại, một mâu thuẫn đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của cơ quan điều tra. Đó chính là thái độ cử chỉ và cách cung cấp thông tin từ phía hai mẹ con bà Vương Lệ Nghiên và Thạch Anh Anh. Rõ ràng là ngay từ những phút giây đầu tiên, bà Vương đã có những cung cấp những nghi ngờ đơn phương một phía, khiến cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức và đi chệch hướng. Nếu chỉ đơn giản là không hòa hợp, không đồng điệu trong cách sống và phương pháp nuôi dạy con cháu, thì thật sự là không cần thiết để người phụ nữ trung niên này lại phải có một thái độ phản ứng gay gắt đến như vậy với cô con dâu tội nghiệp vừa mới qua đời đau đớn. Chính những sự phản ứng thái quá và những thông tin sai lệch mà bà Vương cung cấp đã đặt ra rất nhiều dấu hỏi đối với cơ quan điều tra. Để nhanh chóng khám phá và làm sáng tỏ được những ẩn khuất xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy êm đẹp này, các điều tra viên đã bí mật tiếp cận khu chung cư mà gia đình Lục Yến Linh sinh sống để khai thác thêm thông tin. Không ngờ, qua quá trình làm việc, trao đổi với những gia đình hàng xóm tại đây, thì cơ quan điều tra còn phát hiện ra bà Vương đã cùng với cô con gái cả Thạch Anh Anh giao bán căn hộ của hai vợ chồng Yến Linh. Không rõ vì lý do gì, nhưng sau khi dẫn khách đến xem nhà, Yến Linh đã nhất quyết không đồng ý với quyết định độc đoán của gia đình chồng. Thậm chí có lần hàng xóm còn nghe thấy hai mẹ con Thạch Anh Anh đã lớn tiếng chửi rủa Yến Linh là đồ không biết điều, là loại không có học, cái gì mà lấy chồng phải theo nhà chồng nữa. Còn nhắc đến Thạch Anh Anh, chị gái của Thạch Hồng Lương, thì hầu hết những hộ gia đình sinh sống tại đây cũng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi ngao ngán thở dài. Mang tiếng là đàn bà con gái, nhưng tính cách của Thạch Anh Anh lại vô cùng dị hợm. Cờ bạc, rượu chè, có thứ gì mà cô ta chưa từng thử qua đâu. Lần nào hết tiền thua bạc là Thạch Anh Anh cũng mò đến mặt dày, ăn vạ vợ chồng em trai. Nhưng khổ một nỗi là Thạch Hồng Lương lại suốt ngày bận mải đi làm ăn xa, có mấy khi xuất hiện ở nhà để mà chứng kiến những cái khoảnh khắc Yến Linh phải nhẫn nhục tủi hờn khi bị chị chồng bắt nạt đâu. Bảo sao mà con bé lại nhất quyết, lại nằng nặc đòi ra ngoài làm thêm, chứ mà ở nhà như thế, có mà chả mấy mà phát rồ hóa dại. Với những thông tin trên, các điều tra viên đã ngay lập tức đề xuất phương án để tiến hành xác minh, làm rõ về những mâu thuẫn xoay quanh người mẹ và chị chồng của Lục Yến Linh. Không loại trừ khả năng hai người phụ nữ này vẫn còn đang che giấu và lấp liếm những bí mật ẩn khuất phía sau. Bên cạnh đó, một mũi trinh sát cũng nhận nhiệm vụ lên đường di chuyển tới nơi sinh sống của bố mẹ đẻ Yến Linh để tìm hiểu thêm về những góc khuất tủi hờn mà cô con gái của họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian về làm dâu của nhà họ Thạch vừa qua. Tuy nhiên, khi tiến hành làm việc tại đây, mẹ đẻ của Lục Yến Linh lại tỏ ra vô cùng bất ngờ và phẫn nộ trước những thông tin mà các điều tra viên vừa mới cung cấp. Suốt 6 năm qua,
Từ khi lấy chồng và chuyển ra ở riêng, Yến Linh chưa bao giờ kêu than hay tâm sự với bố mẹ về bất cứ một mâu thuẫn hay khó khăn nào trong cuộc sống hết. Thi thoảng con bé cũng có về, nhưng chỉ nói là về thăm nom nhà cửa chơi bời mấy bữa mà thôi. Thật sự, cả hai ông bà đều không tin và không thể tưởng tượng nổi cô con gái độc nhất của mình lại rơi vào cái tình cảnh khốn nạn khi đến làm dâu của nhà họ Thạch như vậy. Thậm chí căn nhà mà hai vợ chồng Yến Linh đang sống cũng chính là món quà hồi môn, là tài sản đắt giá mà gia đình đã dành tặng cho con bé. Cho nên, việc bà Vương vô duyên vô cớ đòi bán trắng trợn là không thể chấp nhận được. Còn về phần của Thạch Hồng Lương, trước khi lấy Yến Linh thì cậu ta cũng chỉ là một nhân viên quèn với tấm bằng cao đẳng mà thôi. Sau khi kết hôn với con gái nhà họ Lục, Hồng Lương mới được gia đình nhà vợ chạy trọt sắp xếp cho cái vị trí và công việc ổn định như ngày hôm nay. Có thể vì quá tự tin vào gia cảnh cửa trên và sự nâng đỡ nhiệt tình dành cho con rể mà ông bà đã vô tình đẩy Yến Linh rơi vào thảm kịch. Về phía mũi trinh sát còn lại, thực hiện nhiệm vụ xác minh những mối quan hệ phức tạp của hai mẹ con Vương Lệ Nghiên cũng đã nhanh chóng thu thập thêm được rất nhiều thông tin. Đặc biệt là ở cái tên Thạch Anh Anh, bà chị báo đời của Thạch Hồng Lương. Không những chỉ chơi bời đàn đúm rượu chè bê tha, mà anh Anh còn được xác định là đang nợ xã hội đen một khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 400.000 nhân dân tệ. Với món nợ lớn như thế này, thì việc quay tiền đóng lãi hàng tháng thôi cũng đã đủ khiến con người ta hoa mắt chóng mặt rồi. Đằng này thì sao nào? Thạch Anh Anh vẫn ăn chơi, vẫn nhảy múa, vẫn tụ tập trai gái như chẳng hề có bất cứ một gánh nặng nào hết. Điều này đã chứng tỏ phía sau lưng của cô ta vẫn còn có một nguồn lực tài chính, một tài sản thế chấp đảm bảo vô cùng giá trị. Nếu linh hoạt sâu chuỗi và gắn kết lại với câu chuyện hai mẹ con Vương Lệ Nghiên, Thạch Anh Anh đã bất ngờ giao bán căn nhà của vợ chồng con trai ngay trước thời điểm Yến Linh mất tích chỉ hơn một tháng, thì đó chẳng phải là một kế hoạch hoàn hảo để có tiền trang trải nợ nần hay sao? Chưa kể tới là với những lời khai đầy mâu thuẫn và sặc mùi giả dối mà bà Vương đã cố tình tung ra để đánh lạc hướng cảnh sát ngay từ những thời điểm đầu vụ án được điều tra, thì quả thực động cơ sát hại Lục Yến Linh về cơ bản đã có câu trả lời thích đáng. Tuy nhiên, trong khi cơ quan điều tra đang gấp rút chuẩn bị triển khai lực lượng tiến hành đấu tranh với hai mẹ con Vương Lệ Nghiên, Thạch Anh Anh, thì Trương Lập Dân, ông lão làm nghề thu gom phế liệu, lại bất ngờ cung cấp thêm một manh mối mới. Đó chính là sau thời điểm phát hiện tử thi của Lục Yến Linh xấu số, lão Trương còn thường xuyên nhìn thấy một bóng người đàn ông dáng người nhỏ bé điều khiển một chiếc xe máy phân khối lớn lượn lờ qua lại vị trí xưởng cơ khí Hoài Kiến đã bị bỏ hoang. Ban đầu, lão Trương cũng chẳng hề để ý đâu. Tuy nhiên, không chỉ một ngày, mà hai, ba, rồi bốn ngày tiếp theo, cứ đều đặn sáng sớm trên đường đi nhặt rác là ông ấy đều nhìn thấy bóng dáng của người này lặng lẽ thậm thụt lượn qua vòng lại như thể đang tìm kiếm hay cất giấu thứ gì đó vậy. Điều này là rất vô lý, bởi vì ngoài ông lão khốn khổ ra, chẳng ai lại dở hơi bén mảng tới cái khu vực từng có người chết cả. Đặc biệt là mỗi lần thấy lão Trương xuất hiện, là y như rằng cái người đàn ông lạ mặt kia lại giật mình phóng xe đi mất. Nếu không có tật, thì tại sao lại phải vội vã bỏ chạy như thế? Nếu không có vấn đề, thì tại sao lại phải mò mẫm ra cái mảnh đất âm u hoang vắng vào sáng sớm lạnh lẽo như thế? Chính vì những nghi ngờ này, nên ông lão đã một lần nữa chạy tới cơ quan điều tra để trình báo thông tin. Qua những miêu tả của Trương Lập Dân, thì bên ngoài dáng người gầy gò nhỏ bé ra, thì kẻ lạ mặt kia còn có một chiếc xe máy vô cùng hiện đại và một mái tóc có đuôi màu đỏ trông rất dị hợm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía lão Trương, một trinh sát viên đã giật mình nhận ra tất cả những miêu tả này rất trùng khớp, thật sự rất trùng khớp với ngoại hình của Thạch Anh Anh, đặc biệt là mái tóc ngắn đuôi đỏ sành điệu và chiếc xe thể thao phân khối lớn mà cô ta vẫn thường xuyên sử dụng. Khả năng việc ông lão Trương Lập Dân xác định nhầm giới tính chỉ là do những hiểu lầm về cái mái tóc thời trang ngắn cũn cỡn của cô ta mà thôi. Thông tin này đã càng củng cố thêm niềm tin trinh sát mà những suy luận trước đó của cơ quan điều tra đã đưa ra. Không chậm trễ để vụt mất thời cơ phá án, các điều tra viên đã ngay lập tức triệu tập Thạch Anh Anh với trụ sở để tiến hành đấu tranh. Tuy nhiên, trước những cáo buộc của cảnh sát, Thạch Anh Anh chỉ lạnh lùng phủ nhận toàn bộ và yêu cầu cơ quan điều tra phải cung cấp được bằng chứng cụ thể. Việc một ông già nhặt rác dở hơi, mắt nổ mắt xịt, đến nam hay nữ còn không phân biệt nổi, thì thử hỏi lấy tư cách gì để đứng ra làm nhân chứng đây? Mà kể cả là Thạch Anh Anh có vô tình xuất hiện tại khu vực xưởng cơ khí Hoài Kiến đã bị bỏ hoang, theo đúng như lời ông lão đi chẳng nữa, thì lấy căn cứ ở đâu để cơ quan điều tra chứng minh được hành vi phạm tội? Không ngờ, trong đúng cái khoảnh khắc tưởng chừng như bế tắc và khó khăn nhất, thì bố mẹ đẻ của Lục Yến Linh đã bất ngờ có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra. Họ vừa gào khóc vừa tức giận, thậm chí bố của Linh còn đòi lao vào phòng thẩm vấn để báo thù cho con.
Phải vô cùng vất vả, các điều tra viên mới khống chế và trấn an được đôi vợ chồng khốn khổ này. Trả lời cho lý do xuất hiện đường đột của mình, mẹ của Yến Linh chỉ lặng lẽ lau nước mắt và lôi từ trong túi sách ra một cuốn sổ nhật ký cũ. Đây, các anh hãy đọc đi, tất cả đều đã được con bé ghi chép lại hết. Tôi vốn tưởng rằng Thạch Hồng Lương là một người tử tế. Không ngờ, hắn lại là một con rắn độc không có trái tim như vậy. Cả nhà họ Thạch đã lừa gạt chúng tôi, đã làm hại con gái của chúng tôi. Hóa ra, cuốn sổ nhật ký này đã được Lục Yến Linh bắt đầu ghi chép ngay từ thời điểm cô ấy ở cữ sinh con. Tất cả những việc làm, những hành động, những sự chèn ép mà hai mẹ con Vương Lệ Nghiên, Thạch Anh dành cho Yến Linh đều đã được cô ấy ghi lại tất cả. Từ việc cho chị vay bao nhiêu tiền, vay bao nhiêu lần, từ việc bị mẹ chồng bắt bẻ miệt thị ra sao, Yến Linh đều ghi chép cụ thể ngay cả từ mốc thời gian. Không rõ là Yến Linh đã linh cảm được âm mưu và ý đồ thâm độc của hai mẹ con Thạch Anh từ bao giờ, nhưng chắc chắn việc cô ấy đem cuốn sổ nhật ký này về cất ở nhà bố mẹ đẻ chắc chắn phải có lý do. Mở đầu cho cuốn sổ nhật ký, ngày 12 tháng 6, trời nắng đẹp. Đã lâu rồi tôi không viết nhật ký, chợt nhớ khi còn đi học, tôi viết nhật ký là để ghi lại những điều tốt đẹp. Còn bây giờ, những dòng chữ này lại để lưu giữ về những sự đau khổ và khốn nạn trong cuộc đời của tôi. Ngày 27 tháng 6, trời nắng đẹp, tôi hối hận rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải nghe lời bố mẹ. Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân chỉ là cuộc sống giữa hai người chúng tôi. Kể từ khi bố mẹ và chị anh ấy xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy chỉ còn quan tâm và lắng nghe gia đình của mình, còn những cảm xúc của tôi đã đều trở nên vô nghĩa. Ngày 16 tháng 7, trời nắng đẹp. Hôm nay chị gái lại đến vay tiền, 21.000 nhân dân tệ, lại hứa sẽ trả sớm. Nhưng đây đã là lần thứ tư ở trong một tháng rồi. Ngày 1 tháng 3, trời nhiều mây lạnh lẽo. Đã sang năm mới rồi, nhưng chị gái vẫn không chịu thay đổi tính cách. Muốn mở nhà hàng thì cứ việc mở thôi, tại sao lại muốn chúng tôi phải giúp vốn làm ăn? 80.000 nhân dân tệ, số tiền bán vàng để chuẩn bị sinh đẻ cũng bị vay mất, chồng cũng chẳng thèm quan tâm. Ngày 12 tháng 4, trời nắng đẹp. Ngày 26 tháng 5, ngày 4 tháng 6, liên tiếp những dòng nhật ký đau xót của Lục Yến Linh đã được các điều tra viên trực tiếp đọc lớn trước mặt của Thạch Anh. Tưởng chừng sự gan góc và lì lợm sẽ kéo dài được hơn, nhưng không ngờ thái độ và diễn biến tâm lý của cô ta đã nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Trước cuốn sổ nhật ký được ghi chép cụ thể và những lập luận đanh thép của cơ quan điều tra, Anh cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tàn độc mà cô ta đã gây ra. Quả thực, tất cả những lời đánh giá nhận xét mà những gia đình hàng xóm sinh sống ở bên cạnh nói về cô con gái của nhà họ Thạch là hoàn toàn chính xác. Không những chỉ chơi bời lêu lổng, đàn đúm rượu chè, mà Thạch Anh còn có những thói quen và sở thích vô cùng quái dị. Mặc dù có giới tính nữ, nhưng Thạch Anh lại có rất nhiều mối quan hệ đồng giới phức tạp. Đến bản thân còn lo chưa nổi, nhưng cô ta lại vô cùng hào phóng khi sẵn sàng chu cấp bao nuôi cho hai ả tình nhân. Để có tiền ăn chơi nhảy múa, Thạch Anh đã không ít lần tìm tới gia đình của cậu em trai để vay nóng vay nguội hết lần này cho tới lần khác. Với suy nghĩ, Lục Yến Linh là con gái của nhà hào môn thì làm sao có chuyện ông bà thông gia lại để cho nó phải vất vả thiếu thốn. Tuy nhiên, do tần suất vay nợ quá nhiều nên nguồn lực tài chính của hai vợ chồng Yến Linh cũng không còn gánh nổi cho cái bà chị gái báo đời được nữa. Thấy em dâu lạnh nhạt hờ hững, Thạch Anh đã vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, để tiếp tục có tiền duy trì những mối quan hệ và sở thích quái thai của mình, cô ta còn về nhà để lừa chính mẹ đẻ thế chấp căn hộ lấy tiền đi đầu tư mở một nhà hàng kinh doanh. Bà Vương vốn chua ngoa đanh đá tính toán chi li là như vậy. Ấy thế mà vừa nghe cô con gái chúa chổm nêu ra ý tưởng, đã ngay lập tức mù quáng tin theo. Để rồi nhà hàng thì cũng chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là cả một đống nợ nặng lãi phải treo trên đầu. Mà suy cho cùng nghĩ cho lại thì tất cả cũng chỉ xuất phát từ hai chữ lòng tham. Căn nhà mà hai vợ chồng đã phải dành dụm tích cóp cả đời mới mua được thì nay đã nằm trong tay của bọn cho vay nặng lãi. Không dám kể chuyện với chồng và cũng không có tiền trả nợ, bà Vương đã phải xuống nước sang cầu xin cô con dâu Yến Linh của mình giúp đỡ. Tuy nhiên, trả lời mẹ chồng, Lục Yến Linh chỉ biết cười khổ vì bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tài sản mà hai vợ chồng con bé tích cóp dành dụm mấy lâu cũng đã đều cho chị gái Thạch Anh vay mượn hết rồi. Bà Vương nghe xong, không những không đồng cảm, không thương hại, mà còn dãy đành đạch quay sang trách móc Yến Linh là không biết tính toán, không biết làm ăn, không biết vun vén lo cho hạnh phúc gia đình, suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn bám Thạch Hồng Lương. Thậm chí trước khi rời đi, bà ta còn mặt dày để đưa ra đề nghị, đó là Yến Linh hãy thế chấp căn nhà của hai vợ chồng trước để lấy tiền đáo hạn cho bọn xã hội đen. Sau khi lấy lại được giấy tờ nhà rồi, thì bà Vương sẽ thế chấp căn nhà đó
để bù lại cho hai đứa. 6 năm về làm dâu, Yến Linh còn lạ gì cái tính cách của hai mẹ con Vương Lệ Nghiên và Thạch Anh Anh được nữa. Nếu tin tưởng và giao nhà cho mẹ chồng, thì cậu con trai bé bỏng của Linh chắc chắn sẽ không còn chỗ dung thân. Chính vì vậy mà Linh đã nhất quyết không đồng ý với lời đề nghị khôn lỏi lọc lõi của mẹ chồng. Nhưng đời đâu có được như mơ đâu. Ngay sau cuộc cãi vã với Hồng Lương và bỏ về nhà ngoại, bà Vương Lệ Nghiên cùng Thạch Anh Anh đã mò đến căn hộ của Yến Linh để lục lọi rồi đánh cắp hết giấy tờ nhà đất. Tuy nhiên, do căn nhà đứng tên Yến Linh sở hữu nên hai mẹ con đã không có cách nào để thế chấp hay cầm cố được. Chiều tối ngày 27 tháng 11, khi đang lang thang ở chân tòa chung cư, Vương Lệ Nghiên và Thạch Anh Anh đã bắt gặp Yến Linh kéo vali từ nhà ngoại trở về. Không để cho em gái kịp chào hỏi, Thạch Anh Anh đã nhanh nhảu chạy ra, thông báo là bố mẹ đã thanh toán hết nợ nần rồi. Tối nay cả gia đình tổ chức liên hoan bên nhà cũ nên mới sang đón Yến Linh về ăn. Lục Yến Linh ngây thơ, không hề hay biết thứ đang chờ đợi cô ấy ở phía trước sẽ chẳng có bất cứ một bữa tiệc liên hoan nào cả, mà chính là cái chết, một cái chết đầy đau đớn. Lặng lẽ đi theo hai mẹ con Vương Lệ Nghiên, nhưng vừa mới bước vào nhà, Thạch Anh Anh đã nhanh nhảu chạy đi khóa trái cửa, còn bà Vương thì lạnh lùng rút ra tập hồ sơ nhà đất. Chứng kiến hành động và thái độ bất thường, Yến Linh lúc này mới thật sự hiểu được mục đích vì sao bà Vương Lệ Nghiên và Thạch Anh Anh lại đon đả đón tiếp mình như vậy. Tuy nhiên, vẫn bảo vệ với quan điểm cũ là sẽ không có chuyện thế chấp hay cầm cố nào hết. Căn nhà là tài sản mà bố mẹ Linh đã chuyển cho cô ấy và Linh không có trách nhiệm phải bán nó để trả nợ cho bất kỳ ai. Không ngờ, khi Yến Linh đang định quay người bỏ đi, thì Thạch Anh Anh đã lạnh lùng nhặt chiếc bình hoa sứ tấn công cô ấy từ phía sau. Thấy Linh đã gục ngã trong đau đớn, bà Vương không những không ngăn cản mà còn lao tới để cầm lấy tay Linh, điểm chỉ vào tập giấy tờ hồ sơ. Sau khi đã hoàn thành mục đích, thấy Yến Linh tội nghiệp vẫn đang mơ màng dãy giụa, Anh Anh còn lạnh lùng ngồi thẳng lên ngực rồi siết cổ nạn nhân. Mặc dù không hề có sự chuẩn bị tính toán từ trước, nhưng sau khi ra tay sát hại Lục Yến Linh, hai mẹ con Vương Lệ Nghiên đã kéo xác của nạn nhân vào trong nhà tắm, rồi lần lượt thay phiên nhau tiến hành tách nhỏ tử thi để chia đều vào chiếc túi dệt nhựa và chiếc ba lô du lịch cho dễ dàng phi tang. Sáng sớm ngày 28 tháng 11, Thạch Anh Anh đã điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn của mình để chở xác của Yến Linh đi cất giấu tại khu vực xưởng cơ khí Hoài Kiến đã bị bỏ hoang. Nếu Yến Linh tội nghiệp không bí mật ghi chép lại tất cả những hành vi và thủ đoạn đê tiện của hai mẹ con Vương Lệ Nghiên, Thạch Anh Anh đã dành cho cô ấy trong suốt thời gian dài vừa qua, thì có lẽ với màn kịch hoàn hảo của mình, hai mẹ con ác quỷ đội lốt người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị đưa ra ánh sáng của công lý. Ngày 14 tháng 1 năm 2003, với hành vi tàn độc và tội ác tày trời của mình, Vương Lệ Nghiên, Thạch Anh Anh đã phải nhận bản án tử hình, bản án cao nhất từ Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Chiết Giang. Các bạn nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần comment cho mọi người cùng bàn luận nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ và đồng hành cùng Giải Mã Trọng Án trong thời gian tới. Chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.